xin chào chị Uyên Phạm ạ. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My BM thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em này và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên. Em sẽ bắt đầu xả chiếc váy đang mặc trên người của em với giá bán là 18k một chiếc váy được không ạ? Những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My BM thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em vào các hội nhóm nhé. Đúng rồi, BM gửi bên Viettel cho chị Uyên Phạm nhé. Rồi, chị Đỗ Quỳnh xin chào. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của show em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa được không ạ? Chị Dậu Dậu xin chào, chị Đỗ Quỳnh xin chào nhé, chị Phong Lan gọi lại cho bên em chị nhé. Chị Nấm Mi, chị Huỳnh Phượng, chị Thu Lê xin chào. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My BM thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa bên em với giá bán là 18k một chiếc váy được không ạ? Chị Phong Lan gọi lại cho bên em, Phong Lan nhé. Rồi chị Thang Thi xin chào, chị Kim Liên Nguyễn xin chào ạ. Những chị nào mà đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. 18k một chiếc váy hoa rồi. Ok chị Trang Thi xin chào rồi ạ. Chị Thu Hiền xin chào nhá. Những chị nào đang xem livestream của bên em này thì chấm bài cho em và chia sẻ vào tất cả các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa đúng không ạ? 18k một chiếc váy hoa rất là xinh luôn đúng không ạ? Rồi chị Thu Hoài xin chào, chị Kim Vi xin chào nhé. 18k một chiếc váy hoa, đúng rồi chính xác 18k một chiếc váy hoa. Chị Lệ Giang, chị Huyền Banda xin chào rồi ạ. Những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em đúng không ạ? Rồi chấm bài cho em này và chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa. Các chị ạ, 18k một chiếc váy hoa rất đẹp và rất là xinh luôn đấy ạ. Rồi chị Hồng Thúy xin chào nhé. Chị Mai Mẩu xin chào rồi ạ. Chị Hân Khách xin chào, chị Huệ Thanh xin chào rồi ạ. Những chị nào đang xem livestream của bên em chấm bài cho em đi ạ. Chấm bài và chia sẻ cho em nhé. Rồi chị Mai Mẩu xin chào, chị Hoan Nguyễn xin chào, Nhâm Hạnh xin chào rồi ạ. Chị Hồng Thúy xin chào nhá. Những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bên sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. 18k một chiếc váy hoa đúng rồi ạ. Rồi 18k nhá chị Mai, nỗi đau hạnh phúc nhá. Chị Loan Liên Bi xin chào, chị Thúy Trang xin chào ạ. Chị Trang Bi xin chào ạ. Chị Ngọc Lan xin chào rồi ạ. Chị Bách Mẫu Đơn ơi, váy đang mặc của em có giá bán là 18k nhé, chị Bách Mẫu Đơn nhé. Rồi những chị nào đang xem livestream của em thì chấm bài và chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên nha, em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa em đang cầm trên tay em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa đúng không ạ? 18k một chiếc váy hoa. Rồi mạng lát hoa đúng không chị Lan Bi? Bên này không lên được thì là nặng lắm. Bé quái cửa. Rồi chị Hoa Kình Kem Dâu xin chào, chị Trịnh Tâm Như xin chào nhá. Rồi những chị đang xem livestream chấm bài cho em đi ạ. Các chị ơi, các chị xem live bên em các chị có thấy là cái mạng nó bị mờ bị lag không thì các chị bảo em để em chỉnh lại cái wifi bên em nhé chị nhá. Chị Giang Biên, chị Thùy Trang xin chào rồi ạ. Chia sẻ cho em và các hội nhóm cho em nhé. Chị Thảo Trương ơi, bên vẫn đang gọi điện chốt hàng chị nhá. Do đơn hàng bên một ngày rất nhiều đơn hàng một ngày thì mong chị thông cảm cho em và để ý điện thoại để bộ phận tele sale của bên em sẽ gọi điện chốt hàng cho chị đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Hoan xin chào, chị Lan Bi xin chào, chị Bích Ngọc xin chào nhé. Rồi mạng bên em có thấy ổn mà các chị có thấy mạng bên em ổn định chưa ạ? Nếu ổn định rồi các chị bảo em nhé. Còn chưa ổn định các chị cũng bảo em một tiếng để em chỉnh lại cái wifi của bên em đúng không ạ? Rồi váy bên em là 18k một chiếc đúng rồi, 18k một chiếc thôi ạ. Nhưng mà khi nào đủ mốc 100 người xem đầu tiên đúng không ạ? Hơi mờ chị nè này. Không, cái wifi là wifi là bị hỏng. Chị Nguyễn Lê xin chào nhá. Rồi ạ. Chị Trịnh Tâm Như cảm ơn chị Kiều Trần xin chào.
Rồi đang xem livestream của em thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. 18k một chiếc váy hoa rất đẹp và rất là xinh luôn đấy ạ. Chị Lai Nguyễn ơi, bên em vẫn đang gọi điện đúng không ạ? Mạng lag quá không xem được đúng không chị? Các chị ơi, thế nếu mà các chị thấy mạng lag các chị có thể out ra ngoài và vào lại cái wifi của bên em đúng không ạ? Có bị lag không? Không lớp 1 thôi. Rồi. Từ từ tới lớp 1 thôi. Rồi ok các chị, bên này chưa đủ này. Rồi các chị ơi, các chị chia sẻ cho em và các hội nhóm đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc các chị nhá. 18k một chiếc váy hoa rất đẹp luôn ạ. Rồi được mạng được rồi đúng không chị? Em cảm ơn chị nhá. Rồi ok đúng rồi. Các chị thấy mạng bên em ổn định chưa? Rồi, các chị hôm nay dáng mi bên em này bắt đầu tiếp tục xả chiếc váy hoa của bên em đây với giá bán là 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. 18k một chiếc váy hoa thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k thế để lại cho em comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Thầm Lặng bên em 60kg mặc size XL cho em này. Em xin nhắc size của chiếc váy này bên em từ 40 cân tới 85kg em có đủ size của chiếc váy này nhá. Từ 40 tới 85kg em có đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? Nên chị nào mà thích sản phẩm nào, thích màu nào của bên em có thể comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi ok chị Lan Bi cảm ơn chị Hoa Quách cảm ơn chị nhá. Chị Bạch Mẫu Đơn, chị Kiều Trần rồi em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Mạng ok rồi, cảm ơn chị rồi. Các chị ơi, hôm nay bên em sẽ tiếp tục xả chiếc váy hoa của bên em đây với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua chiếc váy của bên em với giá bán là 18k thì hãy để lại cho em comment nhé. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán 18k một chiếc váy hoa của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok, chị Vũ Thị Thu Ngọc một chiếc màu trắng bổ sung số điện thoại cho em nhé. Chị LAB đúng ạ? Rồi ok chị Ngô Hậu xin chào ạ. Chị đang xem livestream của em thì chấm bài cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên này. Em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa đúng không ạ? Váy hoa bên em có 3 màu rất đẹp và rất là sang luôn và với giá bán sale của bên em là 18k áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Bên em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà áp dụng chia sẻ thôi chị nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị nào đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu sale một toàn bộ váy hoa bên em với giá bán 18k chị nhá. Rồi ok chị Nguyễn Hoan, ok chị này, chị Ngô Thị Tâm đúng không ạ? Thu Hiền. Rồi chị Vân Hà cảm ơn chị nhá. Ok chị Thuần Khiết này, chị Hải Yến em thấy comment của chị rồi nhá. Các chị ơi, chị nào đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em đủ mốc 100 người xem đầu tiên này, em sẽ bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán 18k đúng chị. Ok chị Minh Trang, chị Trịnh Tâm Như 18k màu đen màu xanh. Rồi chị nào muốn mua váy này bên em thì nhanh chóng để lại cho em comment này 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok chị Yến Phạm thấy comment của chị rồi nhá. Chị nữ hồng bóng đá đúng không ạ? Rồi. Đúng rồi chị ạ, 18k một chiếc chị ạ, 18k một chiếc nhá. Rồi ok chị Võ Hường có thể inbox lại cho em đem kiểm tra lên hàng của mình đúng không chị? Chị Yến Phạm thấy comment của chị rồi nhá. Chị Anh Loan rồi ạ, chị Vũ Hường, chị Bông Nhi rồi các chị ơi. Bên em hôm nay xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy thì hãy để lại cho em comment nhé, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Bên em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân thôi ạ và 5 lần trước hội trợ nhóm cho em nhé. Chị Bùi Yến thấy comment của chị rồi nhá. Em xin nhắc lại là váy bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg. Từ 40 tới 85kg bên em có đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? Nên khi các chị mua hàng bên em chỉ việc để lại cho em này 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Rất đẹp và rất là sang luôn. Váy bên em chất liệu von cap rất là mát luôn đúng không ạ?
chất liệu van, van rất là mát luôn. Và với giá bán bên em, xả bên em là 18k một chiếc. Đúng rồi ạ, 18k một chiếc thì là 18k. Chị Linh Hoàng ơi, em đang truyền hình trực tiếp nhé chị Linh Hoàng nhé. Rồi ok, chị Thị Linh, chị Nhung Trang này, ok cảm ơn chị. Rồi còn chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán là 18k không thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ nhá, đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Vũ Thị Ngọc 40kg mặc size S cho em cho xinh nhá, để lại cho em 18k này, kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Lê Thị Trang ơi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Trần Thị Kim Hằng, cảm ơn chị nhá. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment của mình thì chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Để không bị ẩn comment, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ là mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng nhanh chóng cho em đúng không ạ? Rồi chị Vũ Hương, cảm ơn chị nhá. Chị Thùy Linh Nghiên, cảm ơn chị Hương Trang này. 18k vàng đen, chị lấy 2 chiếc chia sẻ gấp đôi số lần cho em đúng không ạ? Váy này bên em có 3 màu, màu đen, màu vàng và màu xanh, đen, vàng, xanh. Và với giá bán của bên em là 18k một chiếc, áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ đủ nhá. Đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Có 3 màu vàng, xanh, đen đúng không ạ? Hoa vàng, hoa xanh, hoa đen và với giá bán bên em 18k một chiếc đúng không ạ? Hôm nay shop Giáng Mi bên em xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k nhá. Tại vì bên đã xả lỗ vốn với giá bán 18k rồi nên điều kiện các chị mua hàng bên em là phải chia sẻ thì bên mới bán đúng không ạ? Chị Trương Thanh ơi, chị 53kg mặc size M cho em, chị Trương Thanh nhá. Váy bên em rất là đẹp luôn, chất vải của nó là chất vải van cát rất là mát luôn. Và mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc váy hoa này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Vì cái thời tiết bây giờ đang rất là nóng, từ 35 tới 40 độ C, thực sự nó quá nóng chứ không phải nóng. Đi ra ngoài đường thôi là mình thấy nó quá nóng rồi đúng không ạ? Quá nóng luôn. Và các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy hoa nên mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Thực sự rất cần thiết luôn vì trời đang rất là nóng, 35 tới 40 độ C rất nóng. Và chất liệu của bên đây hôm nay là chất liệu van nhá, chất liệu van rất là mát luôn được chưa ạ? Rồi váy 2 dây chất liệu van, độ dài của chiếc váy này nó sẽ dài tới đầu gối luôn, qua đầu gối một chút xíu thôi, qua đầu gối một chút xíu. Và váy bên em có đủ size từ 40 cân tới 85 kg được chưa ạ? Từ 40 tới 85 kg nhá. Chị Nít Sinh ơi, chị Nít Sinh, chị có muốn mua váy này của bên em không thì chị để lại cho em nhá, theo đúng comment nhá, 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Và chị đừng vào đây comment linh tinh đúng không ạ? Chị Vân Hà ơi, chị 63kg, chị mặc size XL cho em nhá chị nhá, 63kg mặc size XL cho em đúng không ạ? 18k một chiếc, chính xác luôn ạ. Chị Mai Gấu ơi, ship về các tỉnh là em tính là 30.000 một chiếc chị nhá, 30.000 một chiếc thôi ạ. Rồi chị Bùi Yến, ok, chị trừ Bùi Yến có thể comment lại cho em tại vì có nhiều người comment của em không đọc được comment của chị và không thể trả lời chị đúng không ạ? Rồi chị An Lan 18k màu đen cho em xin số điện thoại luôn chị nhá. Nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Váy hoa bên em rất là xinh luôn, bên em có rất nhiều màu này. Màu hoa vàng, hoa đen và hoa xanh với giá bán bên em là 18k một chiếc. Giá bán bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Chị Giang ơi, chị Đặng Giang ơi, chị lấy màu đen thì chị cho em xin số điện thoại chị Đặng Giang nhá. Chị An Lan một chiếc đúng không ạ? Rồi ạ. Bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg, bên em có đủ size của váy này đúng không ạ? Rồi chị Vũ Hương, em thấy comment của chị rồi nhá các chị ơi. Để mình không ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ đợi cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Váy bên em là váy chất liệu van, van cát rất là mát luôn và bên em có size từ 40 cân tới 85kg, bên em có đủ size của chiếc váy này các chị nhá. Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Trần Phạm ơi, chị lấy 2 chiếc nhá. Rồi ok, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần chưa ạ? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Em xin nhắc lại là váy bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc và với giá bán của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Váy hoa rất là xinh luôn và các chị ơi, thời tiết mùa hè đang rất là nóng đúng không ạ? Thực sự là nó rất rất là nóng luôn và các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như em đang mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự là rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Váy bên em có rất là nhiều màu luôn, màu vàng, màu xanh và màu đen này. Hoa vàng, hoa đen và hoa xanh với giá bán bên em là 18k một chiếc đúng không ạ? Đây là màu xanh của nó. Màu xanh rất là mát và rất là nhẹ luôn đúng không ạ? Chị Đinh Ngọc Hân xin chào nhá, chị Lai Nguyên cảm ơn chị nhá. Rồi chị Xe Nguyên, chị Hoa Cỏ Mai, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Em thấy comment của chị rồi nhá. Các chị ơi, mình để mình muốn các chị muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Chị Mỹ Nguyên ơi, bây giờ em thấy comment của chị nhá, chị Mỹ Nguyên nhá. Rồi các chị ơi, nhiều chị đã có hỏi là cứ bảo em là
em ơi, sao tại sao là không trả lời câu hỏi của chị thế? Nhưng thực ra là Facebook bị ẩn và em không thể nhìn thấy comment của các chị đúng không ạ? Nên các chị là phải chia sẻ và cùng tương tác với em thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment đấy các chị nhá. Chị Huyền Huyền Trần Trần rồi, cảm ơn chị nhá. Chị Ngân Nguyễn một chiếc đúng không ạ? Chị Ngân Nguyễn lấy màu gì? Chị Lý Hoa ơi, xem ngoài Hà Nội ạ. À? Chị Tệ Hằng, chị Tạ Hằng đúng không ạ? Chị lấy màu gì đấy ạ? Chị Phạm Kiều Yên màu đen size S rồi. Còn chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán 18k nữa không thì nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k nhanh chóng đúng không ạ? 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Các chị ơi, khi bên em gọi điện cho đơn hàng 18k với các chị đúng không ạ? Thì các chị phải nhớ quay ra chia sẻ và chia sẻ để chế độ công khai cho em nhá. Thì bên em mới chốt hàng được đúng không ạ? Rồi chị Zumi Nguyễn, em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi ok chị Hảo Vân, em cảm ơn chị Bình Yên đúng không ạ? Chị Ngọc Tú rồi, ok chị Ngọc Tú ơi, bây giờ em thấy comment của chị nhá. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng nữa ạ. Em xin nhắc lại ạ, để mua váy hoa bên em với giá bán là 18k thì các chị chỉ việc comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em nhá để mình mua hàng bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Rồi chị Phạm Kiều Yên lấy màu đen thì chị comment cho em là 18k kèm màu đen và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Chị Hải Hoàng rồi, em xin chào, chào chị luôn, chúc chị buổi chiều vui vẻ đúng không ạ? Chị Đặng Kelly, bây giờ thấy comment của chị Đặng Kelly nhá. Chị Lan Bi rồi ạ, ok chị Ngô Hương Lan thấy comment rồi ạ. Chị nào muốn không ẩn comment thì hãy nhớ chia sẻ cho em là mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Váy bên em có 3 màu nhá, màu xanh, màu vàng, hoa xanh và hoa đen với giá bán sale bên em hôm nay toàn bộ là 18k một chiếc váy hoa rất sang, rất đẹp luôn. Chị nào mà yêu thích gam màu vàng thì có thể lấy màu vàng cho em nhá. Màu vàng đi ạ, 18k màu vàng kèm số điện thoại, 18k màu xanh kèm số điện thoại và 18k màu đen kèm số điện thoại đúng không ạ? Với giá bán bên áp dụng chia sẻ cho em đúng không ạ? Chị Lan Bách, chị Bông Sinh rồi, chị Yến Phạm này rồi, các chị ơi, các chị mà không chia sẻ với em sẽ không thể bán giá 18k đâu các chị nhá. Chị Phương Nai ơi, xỉ, bên em có bán xỉ nhá chị Phương Nai nhá, chị lấy thì inbox cho bên em nhá chị Phương Nai nhá. Chị Lê Cẩm Tú ơi, có tính xét, xét là cái gì chị nhờ, xét là cái gì ạ? 10 màu vàng rồi, ok, chị Dương nghe một chiếc màu vàng rồi, nhớ chia sẻ cho em đủ 3 lần nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Chị Huyền Lưu thấy comment của chị rồi ạ. Rồi các chị ơi, còn chị nào muốn mua váy này bên em với giá bán là 18k nữa không thì nhanh chóng để lại cho em comment luôn đi ạ. 18k kèm màu kèm số điện thoại với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhé. Chị Yến Phạm này, chị Tú Trần Thị, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi rất nhiều màu rất là đẹp luôn. Các chị cười đi rồi lát sẽ thay màu cho các chị xem nhá. Có rất nhiều màu luôn, màu xanh này. Xanh của nó xanh rất đẹp luôn đây, xanh đây ạ. Xanh rất nhẹ nhàng và chất liệu của chiếc váy này bên em là chất liệu voan nhá. Voan và voan rất là mát và rất là đẹp luôn đúng không ạ? Màu vàng cũng rất là mát và rất là đẹp luôn. Chị nào mà yêu thích cái van màu vàng của em thì có thể lấy màu vàng cho em nhá. Màu vàng thì thực sự là cái mùa hè này các chị cũng lên lấy màu vàng cũng được, màu vàng, màu đen cũng đều ok hết. Tại vì rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó cũng rất là sang luôn ạ. Chị Dương Cao Ly, chị Hoa 10 giờ này, chị Nguyễn Phương này thấy comment. Chị Kim Hiền này, chị Quỳnh Trần vàng đúng rồi, ok chính xác. Bổ sung số điện thoại cho em nhé chị nhá. Chị Hứa Sâm, chị Thương Phát. Rồi các chị ơi, nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán 18k cho em đúng không ạ? Chị Khánh Huyền, chị Hoàng Anh này, chị Ngọc Hà Phạm rồi ạ. Còn chị làm muốn chốt thì chốt luôn cho em với giá bán 18k nhanh chóng cho em bắt đầu chốt đúng không ạ? Bên em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhé. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em. Váy bên em có rất nhiều màu, hoa đen, hoa xanh, hoa vàng này. Váy bên em là váy 2 dây và mùa hè thì mặc rất là mát rồi đấy ạ. Chị Lê Cẩm Thú thấy comment của chị rồi nhá. Chị nào mà muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? Chị Yến Nguyễn ơi, chị màu đen 53kg mặc size M cho em chị Yến Nguyễn nhá. Chị Hà Ly thấy comment của chị rồi, chị Lan Phương cảm ơn chị. Ok chị Hương Bùi nhá, ok chị. Chị Hà Ngân một chiếc màu đen rồi ạ. Chị Mai Nguyễn rồi, chị Bùi Yến đúng không ạ? Rồi chị Đông Nhi cảm ơn chị. Rồi khi nào chốt chị chuẩn bị chốt luôn đúng không ạ? Mờ quá đúng không chị? Các chị ơi, sao các chị bên này là yếu thế nhỉ?
Các chị ơi chia sẻ cho em lên mốc 100 người xem đầu tiên đúng không ạ? Bên này hơi yếu đúng không ạ? Rồi chị Quỳnh Trần lấy vàng, chị lấy màu vàng đúng chị Quỳnh Trần, chị Linh Trần thấy comment của chị rồi nhá chị Hương Tây. Các chị ơi các chị phải chia sẻ đủ mốc cho em thì bên em mới bán được 18k đấy chị nhá. Không chia sẻ đủ mốc em sẽ không thể lên bán 18k đâu chị ạ. Xem áo chế vai em sẽ chơi xem sau đúng không ạ? Chị Thảo Nguyên thấy comment. Các chị ơi bắt đầu chốt 18k nhá, bắt đầu chốt 18k bây giờ đi ạ. Chị nào mà muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Em xin phép em xin nói lại và xin nhắc lại là bên em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Hà Ly rồi, chị Mai Lan rồi đấy ạ. Chị Khánh Huyền, các chị ơi chia sẻ cho em nhá, chia sẻ cho em đủ mốc đúng không ạ? Tại vì cái lượt xem đang rất là thấp đúng không ạ? Hôm nay cái lượt xem rất là thấp luôn đấy ạ. Ở Kim Thảo Nguyễn là gì nhỉ? Rồi chị Nga Dương cảm ơn chị nhá, em cảm ơn chị Phương Mít. Các chị ơi bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Nên các chị phải cho em lên mốc theo đúng như em nói đúng không ạ? Tại vì là không đủ mốc thì em sẽ không thể lên, không thể bán 18k được không chị? Với giá bán bên em là 18k một chiếc đúng không ạ? Xả toàn bộ váy hoa bên em với giá bán 18k một chiếc đúng không ạ? Nên chị nào thích thì cứ comment cho em 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Giá bán bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhé. Và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em. Chia sẻ tất cả hội nhóm cho em đúng không ạ? Khi đủ mốc đúng không ạ? Khi đủ mốc em mới chốt được nha. Tại vì hiện tại bên này chưa đủ mốc em không thể chốt được đúng không ạ? Rồi bắt đầu em chốt đâu chị nhá. Các chị ơi trên màn hình chính của em đang ghi số điện thoại là 0912991648 được không ạ? Hôm nay không biết chị nào sẽ là người may mắn mua được váy bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn của bên em đấy ạ? Không biết hôm nay là chị nào sẽ là người may mắn đúng không ạ? Trên màn hình điện thoại của bên em thì đang ghi một cái số điện thoại là 0912 đúng không ạ? 991648 nhá, 991648 này. Sau đó em sẽ dùng một cái này để em quay số trúng thưởng đúng không ạ? Chị nào mà có đuôi số điện thoại mà trùng với những cái số điện thoại, những cái số mà em chuẩn bị quay từ đây thì chị đó sẽ là người mua váy bên em nhá. Với giá bán là 18k một chiếc váy được không ạ? Rồi, em sẽ bắt đầu quay số đầu tiên đấy ạ. Chị nào có đuôi số điện thoại là trùng với hai cái số em quay đây thì chị đó nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại 0912 nhá. 991648 để em trao cho các chị những cái phần quà bên em là giá 18k váy này đúng không ạ? Rồi, con số may mắn đầu tiên của bên em hôm nay sẽ là con số 06 được chưa ạ? 06 nhá, con số may mắn đầu tiên 06 này. Con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là con số 38 này. Rồi tiếp theo số nữa số 32 được chưa ạ? Rồi tiếp theo số nữa là số 48 nhá. Rồi, con số may mắn của bé hôm nay sẽ là con số 06 38 32 và 48 được chưa ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại? Chị nào có đuôi số điện thoại là 06 này 32 38 và 48 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại em đang ghim trên màn hình để bên em trao cho chị những chiếc váy này của bên em với giá bán của nó là 18k một chiếc đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại là 0638 3248 các bạn thì nhanh chóng gọi điện về cho bên em đúng không ạ? Hên xui. Rồi hôm nay không biết chị nào sẽ là người may mắn mua được váy này của bên em với giá bán là 18k đấy ạ. Không biết là sẽ mỉm cười với chị nào đây đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại là 0638 nào, 0638 32 và 48 ạ thì nhanh chóng gọi điện về cho em nhé. 0638 32 và 48 này, 0632 3848 nhé. 0632 3848 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để bên em sẽ tặng cho các chị trao phần thưởng cho các chị là chiếc váy này là 18k một chiếc váy được không ạ? Ở đây có chị nào có đuôi số điện thoại là 0632 3848 ạ thì nhanh chóng gọi điện cho em nhanh chóng nào. 0632 3848 nhá.
0632 3848 nào. 18k một chiếc váy thôi, 18k một chiếc váy, 18k một chiếc váy được không ạ? 60 không đúng chị ạ, 06 chị ạ. Chị nào có đuôi số điện thoại 48 thì gọi điện về số điện thoại em đang ghi trên màn hình đúng không ạ? Em đang quay trực tiếp và đang truyền hình trực tiếp đúng không ạ? Chị Hoa 10 giờ đấy em một chút nhá. 01 phải không có đúng không? 01 không có đâu chị ạ. Các chị ơi, hiện tại thì em chưa thấy ai gọi đúng không ạ? Thì em sẽ để đây nhá. Em sẽ để số điện thoại đây nhá. Các chị nhớ gọi cho em đúng không ạ? Em sẽ để đây đúng không ạ? Tại vì ở đây là chưa, hiện tại chưa có ai gọi. 01 còn 01 không có đúng không? 01 thì không phải rồi ạ. Các chị ơi, em sẽ để 38 người gọi đây. Alo. Alo. Đây ạ, em có số đuôi 38 đây ạ. Facebook của chị là gì? Facebook là Phương Thảo ạ. Phương Thảo à, rồi em xin chúc mừng chị ấy, là người may mắn mua được váy bên em với giá bán 18k nhá chị nhá. Chị chia sẻ cho em để em check chia sẻ của chị để bên em tặng chị các chiếc váy này bên với giá bán 18k đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn chị rồi ạ. Rồi thế là 38 đi qua rồi chị nha, số 38 đi qua. Hiện tại em chỉ còn số 063248 thôi. 063248 chị nào có đuôi số điện thoại. Đây 38 người gọi chưa? 38 có người gọi rồi ạ. Phương Thảo rồi, 38 có người gọi rồi nhá. Thế thì em chỉ còn số 0632 và 48 thôi nhá. 063248. Em sẽ để số 0632 và 48 ở đây đúng không ạ? Rồi em vừa mới công bố kết quả thôi mà các chị đã tụt view rồi đúng không ạ? Các chị ơi hãy cùng tương tác với em và chia sẻ cho em và tất cả các hội nhóm này, lên cho em mốc 300 người xem thôi, em chỉ cần 300 người xem thôi đúng không ạ? Em sẽ chốt tiếp với giá bán 18k chị nhá. Tại vì bây giờ cái lượt view đang bị giảm xuống đúng không ạ? Rồi trong khi mà chờ đợi lên cái mốc 300 người xem thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng khoảng 15 phút nhá. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại và chốt tiếp cho chị với giá bán bên em là 18k một chiếc. Chỉnh chị cái cam này nó hơi bị ấy này. Bị trôi quá. Em sẽ quay trở lại chốt tiếp cho chị với giá bán của bên em là 18k một chiếc váy được không ạ? Rồi alo, 32 có người gọi rồi nhá. 32 alo. Dạ em nghe chị ơi. Facebook em... của chị là gì chị? Dạ tôi livestream của mình á. Facebook của chị là gì ạ? Nhanh chóng giúp em. Dạ Tina Trần ạ. Tina Trần ạ. Rồi em xin chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo mua váy này bên em với giá bán 18k nhá. Xin chúc mừng chị. Dạ, em 2 cái nha chị. Rồi ok, xin chúc mừng chị rồi ạ. Ok chị, rồi. Dạ, thôi chị chúc. Rồi, các chị ơi em sẽ quay trở về này, em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này đúng không ạ? Các chị ơi lên cho em mốc 300 người xem tiếp theo em sẽ chốt tiếp đúng không ạ? Tại vì là bây giờ em vừa có mới công bố thôi mà đã bị giảm lượt view rồi đó, đúng không ạ? Tụt người xem rồi đúng không ạ? Rồi, váy này bên em thì có mã V16 và với giá bán của bên em là 165.000 một chị các chị nhá. 165 đúng không ạ? Bán cho nhanh lên, bán luôn và ngay đúng không ạ? Chị Hoa 10 giờ. Tại vì em phải công bố xong em ấy bán được chị ạ. Váy bên em có mã là V16 và với giá bán của bên em là 165.000 một chiếc nhá. Nên chị nào mà muốn mua chiếc váy hoa này của bên em với giá bán là 165.000 thì hãy để lại cho em comment này. V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Rồi số 48 đang gọi đi rồi ạ. Alo. Facebook của chị là gì? Dạ của em là Sứ Trần Thị ạ. Rồi ok, chúc mừng chị nhá. Hôm nay mình may mắn quá đúng không ạ? Mua váy bên em 18k chia sẻ cho em nhá. Dạ, rồi ok, cảm ơn chị rồi. Rồi các chị ơi, em bây giờ em sẽ quay trở về cái giá gốc của chiếc váy này là V16 đúng không ạ? V16 bên em có giá bán là 165.000 một chiếc nhá. Size của nó từ 40 cân cho tới 85 kg, bên em đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? Nên chị nào mà thích cái váy này của bên em thì comment cho em V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của bên em là 165.000 thôi, 165 đúng không ạ? Chị Phạm Kiều Yên ơi, bên này còn chưa đủ mốc 100 đâu chị Phạm Kiều Yên ạ. À, em đã nói ngay từ đầu rồi nhá, được không ạ? Chị vào hôm nay vào ấy muộn đúng không ạ? Chị Hồng Pha Lê nhá. Rồi chị Thương Thanh ơi, mã này của bên em là V16 nhá, có giá bán là 165.000 đúng không ạ? Rồi chị Thủy Trần chốt chiếc đầu tiên nhá. Chị EDB Nguyệt chốt chiếc thứ hai này. Chị Phương Hoàng ơi, chị gọi điện chậm hơn những cái chị trước thì nhá. Hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những livestream sau của bên em đúng không ạ? Rồi em xin nhắc lại là váy này của bên em nhá, có mã là V16 và với giá bán của bên em là 165.000 một chiếc đúng không ạ? 165.000 một chiếc, bên em có 2 màu, có 3 màu luôn nhá. Màu vàng, màu hoa đen, hoa vàng, hoa xanh với giá bán 165.000 một chiếc đúng không ạ? Rồi vui lòng không comment 18k nữa được không ạ? Em đã công bố những chị nào mua được váy bên em với giá bán 18k rồi nhá. Còn bây giờ em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này là V16, 165.000 một chiếc đúng không ạ? Bán cho nhanh đúng không ạ? Rồi ok chị Hoa 10 giờ, cảm ơn chị đã góp ý nhá.
Vũ Thị Thùy Linh ơi, em đã quay trực tiếp và những chị nào gọi trước chị rồi chị nhá. Rồi chị Huyền Nguyên chốt đơn V16 tiếp theo. Còn chị nào muốn mua mã V16 của anh em với giá bán là 165.000 không thì cũng nhanh chóng để lại cho em comment V16 nhá, kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. V16 bên em này có 3 màu. Có 3 màu này, hoa vàng, hoa xanh và da hoa đen, với giá bán của V16 bên em là 165.000 một chiếc đúng không ạ? 165.000 một chiếc nhá. V68 em còn nhá chị Châu nhá. V68 của em 180, áo V68 có nơ đúng không chị? Để lại cho em V68 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Thế anh Nguyễn Mạnh Đạt ơi, thế em livestream em không nói thì ai xem em đúng không ạ? Chị Sâu Huyền chốt V16 tiếp theo. Em xin nhắc lại là váy bên em có giá bán là 165.000 một chiếc đúng không ạ? 165.000 một chiếc với mã bên em là V16 nhá. Chị nào mà thích cái máy này của em thì có thể comment cho em V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Phải có mã V16 kèm màu kèm số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Thạch cơ hết 18k rồi, vui lòng không comment 18k nữa cho em nhá. Chị Nguyễn Phương V16 nặng 67kg mặc size XL cho em đúng không ạ? 165.000 một chiếc thôi đúng không ạ? Em ghim chị hai máy đi. Rồi chị Hoài Sầu lấy V16 đen đúng không ạ? Rồi cho em V16 kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Nguyễn Phương để lại V16 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Không chị ơi, chị Thùy Linh ơi, chị gọi trước cái chị những cái chị vừa xong rồi đấy ạ. Chị Hương Nguyễn V16 vàng đen, vàng xanh rồi ok chị nhá. Rồi để lại cho em V16 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi ok chị Nguyễn Nhung lấy V16 thì comment cho em V16 165.000 và kèm theo số điện thoại cho em nhé. V16 165 kèm số điện thoại cho em V16. Rồi chị Nguyễn Phương lấy màu đen rồi để lại cho em. Để lại cho em V16 nhá thì bên mới lên đơn được. Không có mã, không có số điện thoại, bên em sẽ không thể lên đơn hàng được đúng không ạ? Em học ở Hoàng Ngoài Hà Nội nhá chị nhá. Rồi chị Thiên Bảo này rồi ok chị nhá. Rồi rất nhiều chị đang để V16 rồi đúng không ạ? V16 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Phạm Kiều Yên hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream tiếp theo của bên em đúng không ạ? Hôm nay có lẽ là cái may mắn đã không mỉm cười với mình nhá chị Phạm Kiều Yên nhá. Chị cũng đừng buồn đúng không ạ? Rồi ok chị Thiên Lệ Thu V16 57kg mặc size L cho em nhá. Chị Nguyễn Hằng ok chị giật buồn không tên ok nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt được không thì chốt luôn cho em V16 đúng không ạ? V16 bên em có giá bán 165.000 một chiếc nhá. Chị Phượng Nguyên Lễ Hoàng đúng không ạ? Chị là mua cái gì của bên em nhỉ chị nhờ? Chị Nguyễn Hằng rồi ok chị Nguyễn Lại Thu. Rồi chị Trinh Tuyết V16 rồi, V16 vàng xanh Nguyễn Dung rồi ạ. Em xin nhắc lại là V16 bên em có giá bán là 165.000 một chiếc nhá. 165.000 một chiếc đúng không ạ? Lên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chị Trang Dương ơi, chị có thấy em truyền hình trực tiếp không chị Trang Dương? Chị gọi sau thì ấy làm sao mà được ạ? Chị Sâu Huyền rồi, chị Yến Phạm ơi, các chị gọi trước chị nhá. Chị Nguyễn Nhung rồi, ok, còn chị nào muốn chốt mã V16 thì chốt luôn cho em mã V16 được không ạ? V16 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Còn chị nào muốn chốt cái V16 thì chốt luôn cho em mã V16 được không ạ? Em sẽ chốt cái mã V16 trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn chốt V16 thì chốt luôn cho em được không ạ? Váy bên là chất liệu voan, chị Trường Thanh ok chị nhá. Rồi ạ. Chất liệu voan rất là mát luôn đúng không ạ? Chị Nguyễn Nhung ơi, chị có thể inbox cho em để các bạn xử lý được hàng cho chị được không ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Thạch ơi, hết 18k rồi chị nhá. Chị Hải Yến ok, chị màu đen, số điện thoại rồi. Còn chị nào muốn chốt hay không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Lê Thị Ngọc Diễm My rồi, lấy thì để lại cho em V16 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi ok chị Thảo, rồi Tây Bắc lên tiếp theo, Hải Yến chốt đơn rồi. Em xin nhắc lại size của bên em từ 40 cân cho tới 85kg, em có đủ size nhá. Từ 40 tới 80 kg, 40 tới 80 kg, và chất liệu của nó chất liệu voan rất là mát luôn đúng không ạ? Chất liệu voan cát rất là mát luôn, với giá bán V16 của bên em là 165.000 đúng không ạ? Rồi chị Hải Yến cảm ơn chị nhé. Chị Lê Ngọc My ơi, váy 165 đúng không ạ? Chị Hồng Anh ơi, váy bên em 165 nhé.
Chị Tường Vi ơi, chị 64kg mặc size XL cho em, chị Tường Vi nhá, để lại cho em V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Nhàn Hoàng ơi, hết 18k rồi thì chị đợi những cái livestream sau nên mình vào hơi muộn đúng không ạ? Rồi ok, chị đúng fan nhá. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc váy này của anh em không thì nhanh chóng để lại cho em comment V16 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Hương Nguyễn em đã gửi hàng cho chị rồi, chị Hương Nguyễn nhá. Chị Nhàn Hoàng, vâng ok rồi, còn chị nào muốn chốt V16 thì chốt luôn cho em V16 nhá. Ok, chị Tây Bắc Thảo Dược rồi, ok rồi đấy ạ. Em sẽ like những xin sau đúng không ạ? Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã V16 trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ qua cái mẫu khác của bên em nhá. Nên còn chị nào muốn chốt luôn cho em thì em sẽ qua mấy cái mẫu khác nhà em đúng không ạ? Chị Ngọc My lấy màu đen V16 size 55kg mặc size L cho em nhé. Để lại cho em V16 đi ạ, 165.000 một chiếc nhá. 165.000 chiếc, một chiếc đúng không ạ? Ship của nó từ 25.000 thôi ạ. Rồi ok, chị Thoa đang gặp em có kiểu khác mà đi làm đúng không ạ? Chị Lê thì Ngọc My rồi ok nhá. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã V16 của bên em với giá bán là 165.000 một chiếc đúng không ạ? 165 có rất nhiều màu luôn này. Đây là màu vàng nhá, màu vàng rất sang luôn, màu vàng rất đẹp luôn đúng không ạ? Hoa vàng đây, còn đây là màu xanh của nó đây. Màu xanh của nó, ok chị Thúy Thúy xin chào. Đây, chị Hoàng Hằng ok, chị Tranh Tuyết ok, tiếp theo V16 bên em có giá bán là 165.000 một chiếc thôi được chưa ạ? Hiện tại trên cửa hàng của em đang bán váy này với giá bán là 230 nhá. Nhưng trong livestream này em giảm từ 230 xuống còn 165.000 một chiếc thôi. Thực sự là vô cùng rẻ thôi, vô cùng rẻ đúng không ạ? Chất vải của nó thì vô cùng đẹp luôn, chất vải của nó là chất vải von nhá, von rất là mát luôn đúng không ạ? Chốt hàng trong ngày mai và gửi hàng trong 3-4 ngày chị Thơ Tô nhá. Chị Phương kia em bao nhiêu kg mặc vừa, từ 40 cân cho tới 80kg này em có đủ size của váy này nhá. Nên chị mua hàng của bên em thì chỉ việc để lại cho em mã V16 kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? V16 chất liệu von rất là mát luôn. Độ dài của nó sẽ dài tới khoảng đầu gối nhá, qua đầu gối một tí thôi, một tí thì thôi. Và giá bán của bên em là 165.000 một chiếc váy này, rất xa luôn. Chất liệu của nó chất liệu von rất mát với giá 165 đúng không ạ? Để lại V16 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Bên em mới lên đơn được chị ơi. Chị để mỗi số điện thoại không thì em sẽ không thể lên đơn được đâu chị nhá. Chị Phương Kim ơi, từ 40 đến 80kg. Chị Minh Mai V16 ok, chị 1m50, 49kg mặc size M cho em nhá. Chị Đặng Thị Vọng ơi, chị 45kg mặc size S cho em đúng không ạ? Size S cho em nhá, chị Phạm Thơ đây chị. Đằng trước đằng sau nó như nhau hết, đằng trước đằng sau như nhau hết nhá. Chị Vọng lấy màu xanh 45kg size S cho em, để lại V16 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Chị Phong Kim 1m50 lặng 63kg mặc size XL cho em nhé. Để lại cho em V16 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Nhanh chóng chốt luôn cho em để còn qua mẫu khác. V16 bên em chốt luôn cho em qua mẫu khác đúng không ạ? Em sẽ qua một cái mã khác ở bên em là cái mã áo sơ mi da báo được chưa ạ? Sơ mi da báo nhé. Ok, chị Thiên Bảo lấy size S đúng không ạ? Rồi, rồi trên tay em đang cầm trên tay em là một chiếc áo sơ mi chất liệu ren da báo rất sang luôn. Áo này bên em có giá bán là 160.000 một chiếc thôi, 160.000. Áo này thì bên em có đủ size từ 40 cân nhá cho tới 85kg, từ 40 tới 85kg áo sơ mi da báo luôn, da beo. Áo sơ mi da beo rất sang luôn, 160.000 một chiếc. Chị nào thích sản phẩm này của bên em thì comment cho em nhá. Áo sơ mi da báo kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi chị Vũ Thị Vân, chị Phong Kim, chị Đặng Thị Vọng rồi nhá. Rồi còn chị làm một chốt mã V16 thì chốt luôn cho em V16. Bây giờ em sẽ qua một cái mã khác bên em nhá. Cái này em gọi là sơ mi da báo đúng không ạ? Sơ mi da beo. Sơ mi da beo bên em có giá bán là 160.000 một chiếc nhá. 160, chị nào thích cái này thì comment cho em là sơ mi da beo 160 được chưa ạ? Có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg. Còn đây là cái mã A1, sơ mi A1 nhà em đây. Sơ mi A1 nhà em có giá bán 160 nhá. Rồi 25.000 nhá chị nhá, áo thun mềm sẽ like sau đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em A1 160 này. Chị nào thích cái mã này của em thì comment cho em A1 nhá. Rồi em sẽ chốt, em sẽ live stream trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Mã này là mã A1 bên em với giá bán là 160.000 một áo nhá, 160. Áo này các chủ thể cắt nơ rất là sang này, nơ rất là đẹp luôn đúng không ạ? A1 160 nhá. Rồi chị Minh Mai nhá.
áo trắng kia bao nhiêu kim, bao nhiêu kg mặc vừa? Áo trắng này của anh em thì áo trắng này của anh em có nhỏ nhặt tí. Áo trắng này của anh em thì là có đủ size từ 40 tới 75 kg đấy chị nhá. Chị Mai Mai mẫu ok chị A1 đúng không ạ? Chị Phương Kim ơi, áo này bên em là mã A1 với giá bán của A1 bên em là 160.000 một áo nhá. Chị lòng thích cái áo này của bên em này thì có thể comment cho em mã A1 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. A1 160 đây. A1 160.000 rất đẹp và rất là sang luôn. Đây là mã A1 của bên em từ 40 cân tới 75 kg nhá. A1. Cái nơ áo rất là xinh luôn, các chị có thể thắt nơ thành cái nơ rất là xinh luôn nhá. Đây áo A1 của bên em đây. Chất liệu của nó thì vô cùng mát luôn với giá bán bên em 160 A1 đúng không ạ? A1 160 nhá. Còn đây là sơ mi da beo của bên em 160. Chị Hiếu Mi Nhon ơi, chị Hiếu Mi Nhon, chị thầy y bóc cho em kiểm tra ăn hàng của mình đúng không ạ? Do ăn hàng em một ngày, rất nhiều ăn hàng một ngày nhá. Enter cho em vài cái sẽ lỗi đầu ngay đúng không ạ? Rồi, đây là sơ mi da beo của bên em. Sơ mi da beo của bên em có giá bán là 160 nhá. Chất liệu của nó, chất liệu ren rất là mát luôn. Mặc mùa hè rất là mát luôn. Chị nào thích cái mã này thì comment cho em để sơ mi da beo của em đây. 160 nhá, rất đẹp luôn. Gấm thử cho chị xem này. Đây sơ mi da beo bên em rất là sang đây. Rồi, váy đang mặc bên em có giá bán 165.000 nhá. Chất vải nó đây chị Mai Tuyết ok nhá. Chị Nhung Dương ơi, V16 chất liệu van cát rất mát luôn chị nhá. Chị lấy thì để lại V16 cho em chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi đấy ạ. Chị Hân Nguyễn lấy áo sơ mi A1 thì comment A1 kèm số điện thoại cho em nhé chị Hương Nguyễn nhá. Rồi ok chị Lan Lê. Chị Trang Đỗ, chị có thể inbox cho em đem kiểm tra đơn hàng của mình được không chị Trang Đỗ? Tại vì đơn hàng một ngày của bên em rất nhiều đơn hàng một ngày nhá. Rất nhiều đơn một ngày chị ạ. Rồi chị Trúc UD cảm ơn chị. Áo chế vai hiện tại men sẽ không like chị nhá. Mai mẫu hỏi B2 còn không. B2 của bên em có giá bán là 140.000 một áo nhá. Có rất nhiều màu luôn. Cam đất này, cam đất trắng đen này, cam đất trắng đen này, màu da này, xanh coban và đỏ đô chị nhá. Rồi chị Lan Lê sơ mi da beo rồi. Các chị ơi, bây giờ thì em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị nào muốn mua của bên em có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của cho em nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép là kết thúc cái livestream này này. Các chị nhớ bật cái chế độ theo dõi và chế độ xem trước của số giống mi bên em nhé. Tại vì là bên em sẽ cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên đúng không ạ? Này, em ra đây. Rồi chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của số giống mi bên em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.